Đợt triều cường đầu tháng 3 âm lịch, mực nước dưới sông dâng cao cộng với đoạn bờ bao tại khu vực ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đấu nối vào chân cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ quá mỏng manh nên bị dở. Dù việc khiến hơn 160 công lúa và hoa màu bị ngập sâu trong nước nhiều ngày qua, nguy cơ cao thiệt hại về kinh tế. Đoạn bờ bao khu vực ấp An Phú, xã An Khánh bị dở dài khoảng 4 mét và đoạn bị tràn nước khoảng hơn 50 mét. Đa số diện tích lúa là do nông dân thuê đất để canh tác. Đến hôm qua, 15 hecta lúa và 1,5 hecta hoa màu đã bị ngập nước 3 ngày 2 đêm. Thời điểm nước lớn tràn vào, ngập trắng cả cánh đồng lúa hơn 20 ngày tuổi. Ở đây anh em ấy, toàn là cũng là đất mướn không à. Anh em tôi đã thất thu quá trời luôn, gãy khoăn gãy đồ rồi này kia đó. Nó trôi nó bọng ở trên rồi lúa bây giờ nó dập lá dập đồ cho anh em tôi tốn quá nhiều. Vụ dở bờ bao đã xảy ra từ hôm 10 tháng 4, tuy nhiên công tác khắc phục còn khá chậm. Để trả về hiện trạng đoạn bờ bao như ban đầu là chuyện còn xa. Dù đã có thông tin với đại diện đơn vị chủ quản của tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Cái bờ bao này là ngày xưa là nguyên cái đường Kinh Hai Ngộ hai bên này nó rất lớn. Mà cái công trình cao tốc nó làm cái thành hai bên để bảo vệ cái cao tốc đó. Rồi nó móc lại ngay cái đoạn sát cái thành bảo vệ đó, nó mỏng quá mỏng đi. Mỏng mà vừa mỏng mà lại thêm thấp nữa. Thành ra nước nó có tràn tới tràn lui một hai quận thì nó sẽ mềm đất nó bể. Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 do ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, đoạn qua địa bàn hai xã An Khánh, An Phú Thuận, huyện Châu Thành, dài hơn 10 km. Dự án đã khánh thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình thi công lại làm ảnh hưởng đến hệ thống cầu đường, kênh thủy lợi, bờ bao của huyện Châu Thành. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được vào cuối giờ chiều nay là đoạn bờ bao bị dở thuộc ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp vừa được đơn vị thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khắc phục bằng cách là đắp đập tạm, ngăn không cho nước tràn vào. Các hoạt động khắc phục hậu quả khác vẫn còn đang tiếp tục thực hiện.